Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bước nhảy nâng cao nữa trong bộ môn Spadan, đó là bước V treo kép. Sau đây thì mình sẽ đi trước một lượt mẫu để cho các bạn theo dõi nhé. Để tập tốt được bước này thì các bạn cũng phải tập trước cho mình bước đi bộ và các bước Sapadan cơ bản. Thì bước đi bộ và các bước Sapadan cơ bản mình đã hướng dẫn rất là chi tiết từ bài 1 cho tới bài 17. Và mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả của video này. Nếu bạn nào mà chưa đi tốt bước đi bộ và bước Sapadan cơ bản thì các bạn hãy mở video của mình ra để tham khảo. Các bạn vào chữ xem thêm ở góc phải dưới của video là các bạn sẽ thấy các bài hướng dẫn mình ghi ở đó nhé. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Mình sẽ quay về phía các bạn trước. Ở bước này thì chúng ta sẽ tập theo một tổ hợp gồm có 2 bước đi bộ và 5 bước V treo kép các bạn nhé. Bước đi bộ rất là quan trọng. Bước đi bộ có thể là cầu nối giữa các bước nhảy trong một bài nhạc hoặc sẽ là cầu nối trong một bước nhảy để chuyển tiếp giữa chân phải và chân trái. Và đối với bước này cũng như vậy thôi. Bước này thì chúng ta sẽ sử dụng 2 bước đi bộ, sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện 5 bước V treo kép và sau đó chúng ta sẽ đổi chân. Chúng ta hãy bắt đầu với 2 bước đi bộ các bạn nhé. Các bạn sẽ bắt đầu từ chân phải nào. Chúng ta thực hiện 2 bước đi bộ. 1 2 Nhịp 3 thì các bạn khóa chân về phía trước này. Khóa chân về phía trước. Đấy, chúng ta đếm là 3. Đó. Thế và sau đó các bạn nâng gót chân lên. Đấy, chúng ta mở gót ra. Mở gót ra hai bên này. Và chúng ta hạ gót chân xuống. Đây là nhịp 4. Và sau đó tiếp tục các bạn mở hai mũi chân ra. Là nhịp 5. Và các bạn đóng hai mũi chân vào. Nhịp 6. Sau đó các bạn nâng gót chân lên. Đó. Và chúng ta khóa vào. Đấy là 7. Các bạn sẽ làm lại nhé. Chúng ta thực hiện 2 bước đi bộ nào. 1 2 Nhịp 3 này các bạn khóa chân lên phía trước này. 3. Đó. Các bạn khóa chân lên phía trước như này. Sau đó các bạn nâng gót lên này. Chúng ta nâng gót lên. Đó, chúng ta mở mở gót sang hai bên. Mở gót sang hai bên nhé. Đó. Mở gót sang hai bên như thế này. Đấy và hạ gót xuống. Hạ gót chân xuống. Đó. Sau đó các bạn mở mũi ra. Mở mũi chân ra nào. Đó. Sau đó các bạn đóng mũi chân vào. Đóng mũi chân vào. Tiếp tục các bạn nâng gót lên. Đấy và chúng ta khóa gót chân vào. Đó. Nào. Chúng ta sẽ làm lại nào. 1 2 3 này, các bạn khóa lên này. 3. Đó. Sau đó các bạn nâng gót chân lên này, nâng cao gót chân lên nhá. Nâng cao lên để chúng ta mở gót sang hai bên này. Mở gót ra như thế này. Đó. Sau đó các bạn hạ gót chân xuống và chúng ta mở mũi ra. Các bạn phải hạ gót chân xuống thì chúng ta mới mở mũi được. Đó, ta mở mũi ra hai bên. Đó. Và gót chân chúng ta vẫn làm trụ này. Thế và các bạn đóng mũi vào. Đóng mũi vào. Đó. Lúc này thì các bạn lại nâng gót chân lên. Mũi chân chúng ta sẽ làm trụ này. Đó. Và các bạn khóa. Khóa gót chân vào này. Đó. Khóa chân vào. Đó. Nào bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh hơn một chút này. Các bạn sẽ đếm nhịp nhé. Ở đây có 7 nhịp là 2 nhịp của bước đi bộ và 5 nhịp của bước khóa chân. Nhưng nếu đếm theo nhịp nhạc thì chúng ta chỉ có 5 nhịp nhạc thôi các bạn nhé. Đấy. Trong đó có 2 nhịp và. Các bạn lưu ý như vậy. Nào chúng ta bắt đầu chân phải nào. 1 2 Đó, các bạn khóa chân lên. 3
Nâng gót lên này, nâng gót lên, mở gót ra thì chúng ta đến là và này, và đó, hạ gót xuống, mở mũi ra, đếm 4, đó, đóng mũi vào, đếm và, nâng gót chân lên, khóa vào, đếm 5, đó, chỉ có 5 nhịp nhạc các bạn nhé. À, chúng ta làm lại nào, chúng ta làm nhanh một chút này, 1, 2 này, 3, và 4 và 5. Đó, chỉ có 5 nhịp nhạc thôi. Nhiều bạn chia sẻ là khi tập đếm nhịp thì tập được, nhưng đến khi khớp nhạc thì không khớp nhạc được. Bởi vì các bạn không xác định được nhịp nhạc. Đó các bạn ạ. Nhịp và không phải là nhịp nhạc đâu. Đấy nên là các bạn phải lưu ý cho mình. Nhịp và sẽ không phải là nhịp nhạc. Đấy thì khi các bạn khớp nhạc thì các bạn mới khớp được. Là chúng ta thực hiện lại nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó. Ta làm lại một lần nữa nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. Nào, bây giờ các bạn sẽ làm nhanh hơn một chút nữa nhé. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó, nếu mà thực hiện nhanh thì nó sẽ là như vậy các bạn nhé. Chúng ta làm lại nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó. Chúng ta làm lại một lượt nữa nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đổi sang chân trái các bạn nhé. Này, chúng ta đã đang thực hiện này. Chân phải này. Chúng ta làm lại một lượt nữa chân phải, sau đó chúng ta kết nối chân trái luôn này. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó. 5 chúng ta đang ở tư thế như vậy. Đó. Tiếp tục các bạn. Bước chân trái lên, chúng ta thực hiện hai bước đi bộ này. 1, 2. Đó, sau đó các bạn khóa chân trái lên nào. Khóa chân trái lên phía trước nào. 3. Đó, các bạn nâng gót lên. Bạn mở gót sang hai bên và đó mở mũi ra 4, đóng mũi lại và nâng gót lên, khóa gót vào 5. Đó, nào chúng ta tiếp tục nào, chúng ta bắt đầu từ chân trái nào. 1, 2, bạn khóa khóa chân trái lên về phía trước nào. 3 và 4 và 5. Đó. Nào chúng ta làm lại nhé. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó, rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Chúng ta làm lại một lượt nữa nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối cả hai chân các bạn nhé. Là chúng ta sẽ bắt đầu từ chân phải nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. Bước chân trái lên nào. 1, 2, khóa chân trái lên. 3 và 4 và 5. Đó. Lại bắt đầu từ chân phải. 1, 2, 3 và 4 và 5. Lại bắt đầu chân trái. 1, 2, khóa chân trái lên. 3 và 4 và 5. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh nhé. 1, 2, 3 và 4 và 5. 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 Đó. Là chúng ta sẽ làm lại làm nhanh nào. 1, 2, 3 và 4 và 5. 1, 2, 3 và 4 và 5. 1,
2, 3 và 4 và 5. 1, 2, 3 và 4 và 5. Đó. Các bạn lưu ý là 7 bước nhưng chỉ có 5 nhịp nhạc các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cùng hướng với các bạn nào. Chúng ta cũng bắt đầu từ chân phải. Các bạn thực hiện 2 bước đi bộ này. 1, 2. Sau đó các bạn khóa chân phải về phía trước nào. 3, nâng gót chân phải lên. Đó, mở gót chân phải ra. Và mở mũi chân phải ra. 4, đóng mũi chân phải lại. Và nâng gót lên. Khóa vào. 5. Đó. Nào, các bạn bắt đầu chân phải nào. Chúng ta thực hiện 2 bước đi bộ. 1, 2. Nào, các bạn khóa chân phải lên. 3. Nâng cả hai gót chân lên. Các bạn mở hai gót chân sang hai bên. Đó, xong hạ xuống. Và mở hai mũi chân ra. 4. Đóng hai mũi chân lại. Và nâng gót chân lên, khóa gót chân vào. Đếm 5. Đó. Chúng ta làm lại nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. Đó. Nào các bạn làm lại nhé. 1, 2, 3, và 4, và 5. Đó. Chúng ta sẽ làm lại một lượt nữa nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. Nào các bạn sẽ làm nhanh một chút nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. Đó. Khi làm nhanh thì các bạn sẽ làm như vậy nhé. Nào chúng ta làm lại nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đổi bên nào. Chúng ta đang ở như tư thế như vậy. Các bạn bước chân trái lên, chúng ta thực hiện 2 bước đi bộ nào. 1, 2. Các bạn khóa chân trái lên nào. Khóa chân trái về phía trước. 3. Nâng cả hai gót chân lên các bạn nhé. Nâng cao lên để chúng ta mở ra mà. Mở gót chân sang hai bên nào. Mở nào. Đó, mở gót chân ra và chúng ta hạ xuống. Đếm và. Đó, sau đó các bạn mở hai mũi chân ra. 4. Đã đóng hai mũi chân vào. Và đó, bạn nâng cả hai gót chân lên, nâng cao lên, chúng ta khóa vào. Khóa vào đến 5. Đó. Ta làm lại nào. 1 2. Khóa chân trái về phía trước. 3. Và 4 và 5. Đó. Ta làm lại nào. 1 2 3 và 4 và 5. Đó. Cũng đơn giản thôi các bạn nhé. Chúng ta làm lại một lượt nữa nào. 1 2 3 và 4 và 5. Bây giờ chúng ta làm nhanh một chút các bạn nhé. 1 2 3 và 4 và 5. Đó. Ta làm lại nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối cả hai chân các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi chân phải trước nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. 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 Đó. Chúng ta sẽ đi lại một lần nữa nào. 1, 2, 3, và 4, và 5. 1, 2, 3, và 4, và 5. 1, 2, 3, và 4, và 5. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ kết hợp với động tác tay cho mình nhé.
Bước đi bộ thì các bạn sẽ vung tay tự nhiên, chân phải thì tay trái mà tay trái thì chân phải nhá các bạn nhá. Thế còn bước khóa, bước bước V chéo kép thì các bạn sẽ đánh tay, các bạn sẽ đánh tay sang hai bên theo cái nhịp, theo cái nhịp khóa của mình như thế này. Các bạn sẽ thực hiện theo mình nào. 1 2 3 và 4 và 5, 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 1 2 3 và 4 và 5. Đó. Nào, chúng ta thực hiện lại nào. 1 2 3 và 4 và 5, 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 1 2 3 và 4 và 5. Đó, các bạn hãy tập chậm theo hướng dẫn, sau đó sẽ nhanh dần. Và các bạn chăm chỉ tập luyện thì các bạn sẽ làm được tốt thôi các bạn nhé. Bài ghép nhạc mình sẽ ghi ở dưới phần mô tả của video này. Các bạn hãy vào chữ xem thêm ở góc phải dưới của video để các bạn mở ra để tham khảo. Bài hướng dẫn của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì các bạn hãy cho mình xin một like và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đồng thời các bạn chia sẻ cho bạn bè cũng biết. Và các bạn có ý kiến gì đóng góp cho mình thì các bạn hãy để lại ở dưới phần bình luận. Mình sẽ tiếp thu và cũng sẽ làm tốt hơn cho những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Thank you.